Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay cống bảy cửa cho mọi người cùng xem nha. Tại thì có một chiếc ghe vừa mới thả xuống đây các bạn. Wow, xuống thì khá là mạnh nha. Ok, có anh nhảy sóng rồi. Quá dữ rồi. Ra tới ngoài này luôn các bạn. Hiện tại thì cống bảy cửa không có mở theo giờ nha, cho nên là những anh em ghe tàu thì có thể là qua bất cứ lúc nào nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xem anh xà lan anh xuống nha. Thì những anh em xà lan khi mà qua đây thì phải canh mực nước các bạn, khi nào mà cảm giác an toàn thì sẽ qua nha. Một chiếc xà lan khá là bự. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem một anh xà lan cát nữa nha các bạn. Đang đi từ từ xuống nha. Mực nước hôm nay thì cũng khá là cao nha các bạn. Ôi ôi. Bây giờ anh sẽ thả xuống nha, thả xuống giống như là thả chớn dốc cầu vậy đó các bạn. Canh cho ngay rồi đi qua luôn nha. Ôi ôi, sát mé luôn kìa. Wow. Ôi ôi, ây da. Wow, chiếc xà lan khá là bự nha. Ra ngoài này nước nó lùa bê luôn đây các bạn. Một chiếc ghe đang đi xuống nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xem một chiếc ghe sắt thả xuống nữa nha. Quá khẩm luôn rồi. Đây thì cát san lấp nhiều hơn cát xây dựng nha các bạn. Tiếp theo là một chiếc ghe sắt nữa nha, đang thả xuống nha. Ôi ôi. Wow, chí mí luôn trời. Kìa kìa, coi kìa, ra khói đen luôn các bạn. Quá dữ rồi. Tiếp theo nữa nha các bạn. Chứ này cũng khá là khẩm nha. Ok, cái nước nó vô tới mũi luôn kìa. Quá. Wow. Ở phía trước thì chở một cái máy bơm luôn nha các bạn. Khi mà tới chỗ thì đút ống vô bơm luôn nha. Đây bây giờ thì mình sẽ tiếp tục xem một chiếc xà lan cát nha. Đang thả xuống nha. Hôm nay nước đổ quá trời mạnh luôn nè. Quá. Wow. Khá là dữ nha các bạn. Khi mà xuống thì giống như là thả dốc cầu vậy các bạn. Một phát một là qua tới bên đây luôn nha. Khi mà xuống thì không có suy nghĩ lại được nha các bạn. Đi xuống luôn, đi thẳng luôn nha các bạn. Một chiếc xà lan nữa nha. Chúc những anh em đi nghề sông nước xà lan cũng như các bạn đang xem video của mình thì luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường nha. Đặc biệt là chúc mọi người nhiều sức khỏe nha. Thời gian gần đây thì mình thường xuyên cập nhật những video xà lan vượt cống bảy cửa. Cống bảy cửa thì thuộc tỉnh Trà Vinh nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy thích thấy hay thì bình luận cho mình biết nha. Cho mình xin một lượt thích nha các bạn. Một chiếc xà lan nữa nha, đang xuống nha. Quả nước khẩm mũi luôn kìa. Đây thì mình rất là thích nghe những cái tiếng động cơ của mấy anh xà lan nha các bạn. Nghe rất là phơi luôn á. Đặc biệt là mấy anh cu min đâu. Hú rất là đã nha. Bây giờ thì mình sẽ xem một anh ghe nổi anh đang xuống nước xuôi nha. Wow. Mực nước ở đây thì đang chảy yếu dần nha các bạn. Càng về sau thì mực nước chảy càng nhẹ. Cho nên là việc mà qua cống thì khá là đơn giản nha các bạn. Một chiếc ghe chấu nha, đang không có chở chấu, đang đi xuống nước xuôi nữa nha. Này là canh ngay xong mà đi xuống luôn các bạn. Còn đi nước ngược lên thì rất là nặng máy và tốn khá là nhiều dầu nha. Tiếp theo nha các bạn, một chiếc ghe cây đang đi từ từ xuống nha, vẫn là đi nước xuôi đây.